Để cây phát triển tốt nhất và năng suất vượt trội, người ta cần phải bón phân cho cây sinh trưởng một cách tối ưu nhất có thể. Để đạt được điều đó, chúng ta hãy sử dụng ngay sản phẩm Canxi Bormaze. Đây là loại sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu của cây trồng, được nhập khẩu 100% nguyên liệu từ Hoa Kỳ, cần thiết cho các loại cây trồng giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi đậu trái của cây trồng. Hỗ trợ cây giúp tăng độ dai, giảm hiện tượng đen trái, đứt trái, thối trái, xước trái, dị dạng trái, chất lượng trái kém và thời gian bảo quản không được lâu sau khi thu hoạch, tăng số lượng và sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn, đậu trái cao, giúp dai cuốn hoa, cuốn trái, giúp trổ hoa đều, đồng loạt, chống rụng hoa, rụng trái. Ngoài ra, canxi Bormaze còn giúp cứng cây, cây trồng khỏe, chống chịu được thời tiết bất lợi, giúp cây tăng năng suất và chất lượng nông sản, kéo dài thời gian bảo quản hơn bao giờ hết. 500ml cho 4-500 lít nước, tương đương 2 phi, phun vào các giai đoạn sau thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi thành trái.